Sang trọng, hiện đại, tiện nghi, cuộc sống mơ ước là những mỹ từ mà phần lớn chủ đầu tư các dự án tự nhận là chung cư cao cấp khi quảng cáo được tung ra. Nhưng khi nhận được nhà thì khách hàng lại ngỡ ngàng vì thực tế không như quảng cáo. Thậm chí có rất nhiều trường hợp cư dân phải tiếp tục chi thêm tiền để có thể hoàn thiện các hạng mục trong căn hộ. Anh Nguyễn Lâm Bình Thụy bỏ hàng tỷ đồng để sở hữu căn hộ thuộc dự án chung cư Happy Way Premier Thạnh Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh vì được tư vấn đây là căn hộ thông minh 4.0, hệ thống Smart Home hiện đại. Nhưng thực tế bàn giao lại không đầy đủ với những gì anh được tư vấn. Muốn hoàn thiện hệ thống Smart Home cho toàn bộ căn hộ, anh Thụy phải tiếp tục chi thêm tiền để lắp đặt. Chúng tôi mua căn nhà này với cái giá rất là cao, gần 50 triệu một mét vuông. Thì chúng tôi đi dựa trên cái tiện ích, những cái quảng cáo của chủ đầu tư đưa ra. Chúng tôi phải bỏ tiền thêm để được lắp đặt. Nhưng mà trong hợp đồng thì rõ ràng là có đầy đủ hết. Nhưng mà tại sao chúng tôi phải bỏ tiền ra cho những cái mà chúng tôi đã trả tiền? Bên cạnh đó, tiện ích hồ bơi tại dự án này được quảng cáo là hồ bơi tràn bờ, nhưng thực tế thì khác xa. Hồ bơi được quảng cáo là hồ bơi tràn bờ với cái vách kính và cái mực nước nó ngang nhau và được thể hiện ở sẵn ở đây. Thể hiện ở đây rất rõ khi là hồ bơi tràn bờ, nhưng mà khi sản phẩm mà chúng tôi nhận được, anh có thể quay qua đây. Không hề là hồ bơi tràn bờ và được chủ đầu tư giải thích là hồ bơi tràn bờ sẽ là hồ bơi tràn bờ bên trong chứ không phải là hồ bơi tràn bờ bên ngoài. Ngoài ra, cư dân cũng cho rằng các tiện ích được quảng cáo như Face ID, bãi xe thông minh, thoát nước, công viên, mảng tường cây xanh, tượng trang trí hoặc không có, hoặc có nhưng rất sơ sài, không giống như video clip quảng cáo. Về sự khác biệt giữa quảng cáo và thực tế, chủ đầu tư dự án, công ty cổ phần tập đoàn Địa ốc Vàng Xuân cho biết, hình ảnh quảng cáo chỉ là quá trình phát triển dự án. Câu chuyện là những cái hình ảnh chúng ta triển khai, thì chúng tôi cũng trả lời luôn đây là quá trình phát triển dự án và kinh doanh. Khi đi vào thực tế triển khai xây dựng thì bao giờ cơ quan nhà nước cũng sẽ có những cái quy định về xây dựng cũng như an toàn cư dân. Thì dựa trên những điều đó bắt buộc phải điều chỉnh. Tuy nhiên, đại diện Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cho biết công trình đã được cấp phép xây dựng thì chủ đầu tư bắt buộc phải làm theo đúng giấy phép. Đối với công trình thì được cấp phép xây dựng thì chủ đầu tư bắt buộc phải làm đúng theo giấy phép. Còn cái việc mà chủ đầu tư quảng bá cái dự án của mình thì chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm như đó. Và quảng bá những cái nội dung trong đó nó phải phù hợp với cái giấy phép xây dựng. Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hiện hành cũng có quy định nghiêm cấm tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ lừa dối hoặc gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng thông qua hoạt động quảng cáo. Thời gian qua, thành phố Hồ Chí Minh liên tục xảy ra những vụ tranh chấp giữa người mua căn hộ chung cư với chủ đầu tư. Do đó, Ủy ban nhân dân thành phố cũng đã yêu cầu các cơ quan chức năng chấn chỉnh lại công tác quản lý để bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.